Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với em mình điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Man United chính thức công bố hai hợp đồng mới toanh. Bruno Fernandes tiết lộ sự thật không ngờ về Solskjaer. Man United tăng giá bán Lingard, dấu chấm hết ở Old Trafford và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Man United chính thức công bố hai hợp đồng mới. Và mới nhất, Man United cũng đã sớm có những sự chuẩn bị cho tương lai. Cụ thể, Man United đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với bộ đôi Charlie Seiji và Zidane Iban. Đây đều là những nhân tố gây ấn tượng mạnh ở đội trẻ Man United suốt thời gian qua. Charlie Seiji không ai khác, chính là con trai cựu danh thủ Robbie Seiji. Tương tự như cha của mình, Charlie chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Mùa này, Charlie ra sân tổng cộng 19 trận cho U18 Man United, ghi 2 bàn và đóng góp 5 kiến tạo. Riêng Zidane Iban, sở trường là tiền vệ tấn công. Dù ngồi ngoài 3 tháng do chấn thương, Zidane Iban vẫn thể hiện được tài năng vượt trội suốt thời gian qua. Như vậy, Charlie và Zidane Iban đã nối gót những tay đền Mengi, Sola Sorotai, Hannibal Mabry và Anthony Elanga, được Man United trao cho hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên khi bước sang tuổi 18. MU xúc tiến sao 150 triệu. Theo một số nguồn tin tại Anh, Manchester United đang xúc tiến quá trình chiêu mộ trung vệ Matthijs de Ligt. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, cách này không lâu, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano từng cho rằng đá tảng người Hà Lan đang không cảm thấy thoải mái cùng lão bà và có thể ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2022 với điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 150 triệu euro. Man United ra giá bán Diogo Dalot 18 triệu. Tại Milan, cựu cầu thủ Benfica liên tục thể hiện những màn trình diễn ấn tượng và thậm chí còn có cơ hội chạm mặt đội bóng cũ chủ quản tại đấu trường Europa League. Chính sự tiến bộ đến từ chàng trai trẻ người Bồ Đào Nha đã thuyết phục ban lãnh đạo Milan ra quyết định đàm phán mua đất Anh. Thời gian vừa qua, một số mặt báo tại Ý cho rằng Milan vừa gửi đến Man United một lời đề nghị trị giá 12 triệu bảng để thuyết phục đối tác nhà người. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford lại muốn thu về ít nhất 18 triệu bảng cho thương vụ này. Trước tình hình hiện tại, Milan muốn từ bỏ kế hoạch mua Dalot bởi theo nguồn tin từ Casilo Mercato, việc ký hợp đồng với ngôi sao sinh năm 1999 không phải ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và vì vậy, họ sẵn sàng trả anh về Man United khi mùa giải khép lại. Về phía Quỷ Đỏ, họ vẫn muốn cân nhắc thêm những lời đề nghị cho Dalot bởi hợp đồng của cầu thủ này vẫn còn thời hạn đến tận mùa hè 2023. Giám đốc thể thao của MU thực chất chỉ là con rối trong tay Old Trafford. Manchester United cuối cùng đã bổ nhiệm một giám đốc thể thao vào vài tháng trước và John McTaub được trao cho trọng trách này. Cách đây không lâu, Man United quyết định bổ nhiệm John McTaub vào vị trí giám đốc thể thao và Darren Fletcher cho vị trí giám đốc kỹ thuật. Nội bộ Man United lên dậy sóng. Ngay sau đó, Nicky Butt đã rời khỏi vị trí trưởng bộ phận phát triển đội 1. Butt không hài lòng với John McTaub vì cho rằng vị giám đốc này là tai mắt của Old Trafford. Nicky Butt là nhân vật rất quan trọng trong quá trình phát triển của học viện Man United trong 9 năm qua. Công việc chính của ông là làm việc và trao đổi với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa đội trẻ và đội 1. Theo tiết lộ từ Football Insider, Nicky Butt và John McTaub đã có cuộc tranh cãi gay gắt tại khu liên hợp đào tạo Aon cách đây 6 năm. The Mail đưa tin, John McTaub và Old Trafford đã gặp gỡ người đại diện của Edinson Cavani trong thời gian nghỉ thi đấu quốc tế để thảo luận về tương lai của tiền đạo này. Thông thường, đây là việc mà các giám đốc bóng đá có thể tự xử lý. Sự góp mặt của Old Trafford càng làm dấy lên nghi vấn John McTaub thực chất chỉ là con rối trong tay vị phó chủ tịch này. Một báo cáo từ EMN cho biết, Edwin van der Sar từng là ứng cử viên số 1 cho vị trí giám đốc thể thao của MU. Tuy nhiên, Old Trafford lại lo ngại huyền thoại người Hà Lan sẽ đòi hỏi quyền lực giống như vai trò của ông tại Ajax trước đó. Việc Old Trafford bổ nhiệm John McTaub để tránh nguy cơ van der Sar trở lại Old Trafford với vai trò mới. Tất nhiên, vị phó chủ tịch và giám đốc bóng đá của Man United cần phải chứng minh năng lực trong thời gian tới để phủ nhận mọi nghi vấn bành trướng quyền lực đen tại câu lạc bộ. Man United tăng giá bán Lingard, dấu chấm hết ở Old Trafford. Theo Metro, MU ra giá 30 triệu bảng để West Ham chiêu mộ Lingard. Đây là lời đáp của Quỷ Đỏ khi một thành viên trong ban lãnh đạo West Ham tuyên bố sẽ làm mọi thứ để mua đứt tiền vệ sinh năm 1992. Một năm trước, MU ra giá 20 triệu bảng cho Lingard, nhưng không câu lạc bộ nào sẵn sàng chi tiền. Quỷ Đỏ tiếp tục hạ giá để bán Lingard trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2020-21. Song, vụ chuyển nhượng chưa xảy ra. Việc Lingard gia nhập West Ham là bước ngoặt. Tiền vệ này ra sân 8 trận, ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo tại Premier League. Lingard được triệu tập trở lại tuyển Anh sau 2 năm, ra sân cả 3 trận vòng loại World Cup 2022 và thể hiện phong độ thuyết phục.
Tuy nhiên, HLV Solskjaer không có kế hoạch gọi Lingard trở lại đội hình MU cho mùa tới. Mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford là sớm chốt vụ bán đứt Lingard với mức giá tốt nhất. Sự thật là tương lai của Lingard ở Man United chấm dứt. Cậu ấy không được ra sân, Lingard không được trao cơ hội để tỏa sáng và chứng minh mình giỏi ra sao, gôn dẫn lời cựu trung phong Dimitar Berbatov của Quỷ Đỏ. Lingard có lẽ không nên nghĩ đến ngày trở lại Man United. Ở West Ham, anh tìm thấy niềm vui. Đội bóng thành London dành sự tin tưởng cho tiền vệ người Anh. Đó cũng là điều ngôi sao 28 tuổi không có tại Manchester. Lingard đã tìm lại chính mình. Lingard đã có 6 bàn và 4 pha kiến tạo trong 8 lần ra sân dưới màu áo West Ham. Thống kê này quá ấn tượng. Luxor chơi cho Man United, Lingard từng chơi tốt hơn thế. Ở mùa giải 2017-18, anh có 13 bàn và 7 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Thế nhưng, hiếm khi Lingard bùng nổ liên tục trong thời gian ngắn. Tuy vậy, từ lúc phục vụ West Ham, tiền vệ người Anh làm được nhiều việc điều phi thường. Lingard thực sự làm được đảo lộn mọi dự đoán và trở thành trường hợp kỳ lạ của làng bóng đá. Trước khi gặp Wolverhampton, Lingard có chỉ số trung bình hành động tấn công diễn ra trước pha dứt điểm là 3,95 trên một trận, tốt nhất trong sự nghiệp. Điều này cho thấy tiền vệ 28 tuổi sắm vai trò người nổ quan trọng và được West Ham tin tưởng. Lingard cũng tích cực dây dắt với trung bình 4,26 lần trên một trận, trong đó tỷ lệ thành công ở mức 2,06. Theo Yahoo Sports, thống kê này cao hơn trước rất nhiều. Trong màu áo West Ham, Lingard là tâm điểm trong những đợt lên bóng tấn công. Điều này hoàn toàn trái ngược so với lúc cầu thủ này còn khoác áo Man United khi chỉ giữ vai trò phụ trợ. Huấn luyện viên David Moyes cũng cho phép Lingard đá tự do. Các vệ tinh xung quanh cũng thi đấu tích cực và thường xuyên chuyền bóng cho ngôi sao 28 tuổi. Dựa vào những thống kê, Lingard đang đá hay. Trong bóng đá hiện đại, số bàn thắng, kiến tạo trở thành thước đo phán xét sự xuất sắc của một cầu thủ. Dựa vào quy chuẩn đó, không ai có thể chỉ trích Lingard. Huyền thoại Gary Neville của Man United đổi giọng với tiền vệ người Anh. Ông miêu tả đây là tiền vệ xuất sắc và Quỷ Đỏ nên gọi lại cầu thủ này sau khi mùa giải 2020-21 khép lại. Lingard có nên về lại Man United? Lingard đang giúp West Ham bay cao. Thế nhưng, khi được trao nhiều cơ hội và lại trở thành hạt nhân trong lối chơi của câu lạc bộ, việc để tiền vệ sinh năm 1992 tỏa sáng thật sự không quá nổi bật. Yahoo Sports cho rằng bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể làm được như Lingard, thậm chí tốt hơn nếu được đáp ứng mọi điều kiện thi đấu. Nhưng không có nghĩa giá trị tiền vệ người Anh tạo ra bị đánh giá thấp. Lingard đã biết tận dụng cơ hội cũng như niềm tin từ huấn luyện viên David Moyes để tỏa sáng. Tiền vệ 28 tuổi không giỏi như tất cả đã nghĩ. Thời gian khó khăn ở Man United không thể đánh gục được Lingard. Ngược lại, nó trở thành đòn bẩy để cầu thủ này bứt phá mạnh mẽ hơn. Gary Neville đã nói, Man United nên gọi lại Lingard. Cậu ấy sẽ giúp ích nhiều cho câu lạc bộ. Man United mới cho West Ham mượn tiền vệ người Anh. Họ chưa chấp nhận bán đứt gương mặt này. Lingard đang quá xuất sắc. Vậy điều này có giúp anh chen chân vào tuyến giữa của Man United trong tương lai? Câu trả lời là rất khó. Tại West Ham, Lingard là hạt nhân trong lối chơi tấn công. Còn ở Man United, Bruno Fernandes sắm vai kép chính. Ngay cả một Pogba tài năng và đẳng cấp thế giới cũng không thể so được với tiền vệ người Bồ Đào Nha về tầm ảnh hưởng. Vị trí của Lingard và Bruno Fernandes lại gần giống nhau. Jesse Lingard sẽ khó cạnh tranh được với cựu sao Sporting Lisbon. Lingard là mẫu cầu thủ đa năng. Song, Man United không thiếu những quân bài có thể chơi được nhiều vị trí. Không ai đánh bật được Marcus Rashford khỏi đội hình xuất phát. Bruno Fernandes chơi hay ngay sau tiền đạo, trong khi đó một cánh thuộc về Greenwood. Trên hàng tiền đạo, HLV Solskjaer đang luân phiên sử dụng Edinson Cavani và Anthony Martial. Trong hè 2021, đội chủ sân Old Trafford dự định chiêu mộ thêm trung phong đẳng cấp. Như vậy, Lingard có thể đá trong vai trò tiền vệ trung tâm hoặc đánh chặn. Đây chắc chắn không phải sở trường của cầu thủ này. Hơn nữa, tiền vệ người Anh không thể so với Scott McTominay và Fred để về sự dũng mãnh, lì lợm cũng như thể chất. Với Lingard, cuộc phiêu lưu ở sân Old Trafford có lẽ đã kết thúc. Anh đã không được HLV Solskjaer tin tưởng trong thời gian dài. Ngày tiền vệ này phải rời nhà hát của những giấc mơ. Đó cũng giống như thông điệp danh đanh thép được thuyền trưởng người Na Uy phát đi. Lingard không còn nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ. Không có vị trí nào phù hợp để Lingard đá chính cho MU. Tôi thấy Lingard nên tìm câu lạc bộ khác để được thi đấu, Dimitar Berbatov từng nhấn mạnh. Lingard từng là gương mặt dễ mến ở sân Old Trafford. Người hâm mộ cũng kỳ vọng nhiều vào chàng trai này. Thế nhưng, cuộc đời không như là mơ. Cuộc phiêu lưu của tiền vệ người Anh tại Manchester đã kết thúc. Số phận dường như muốn Lingard gắn bó với West Ham, đội bóng tầm trung của xứ sương mù. Chỉ ở những câu lạc bộ tầm trung như thế này, tiền vệ 28 tuổi mới tỏa sáng tung hoành. Trình độ của anh có lẽ chỉ phù hợp để chơi cho West Ham. Đội chiều dưới muốn có tài năng của MU.
Theo Daily Mail, Southampton hy vọng có thể mượn hậu vệ Brandon Williams của MU vào mùa hè này. Trước đó, Justin đã hỏi mượn cầu thủ 20 tuổi vào tháng 1 nhưng bị huấn luyện viên Solskjaer từ chối. Williams muốn ra đi để có cơ hội ra sân nhiều hơn, trong khi Quỷ Đỏ hiện có Luxor và Eric Telles chơi rất ổn định. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!